Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trước mặt của mình đây đang là một chiếc điện thoại iPhone 8 Plus nha các bạn. Thì chiếc điện thoại iPhone 8 Plus này hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cái iOS 16.7.10 là nó có nên lên hay không và nó có những cái điểm gì fit chưa nha. Thì đầu tiên là iOS 16.7.10 á, thì nó ra mắt chính thức luôn và nó không có qua beta. Và nó ra ngay sau khi 16.7.8 ra được tầm vài ngày. Đấy, thì các bạn có thể thấy ở đây thì mã của nó đang là 20H350. Bản cập nhật này giải quyết sự cố ngăn việc cần. Việc bật tắt tính năng bảo vệ dữ liệu nâng cao thì cái này nó nằm ở trong cái mục iCloud của các bạn này. Các bạn bấm vào cái logo iCloud các bạn thì nó sẽ có mục iCloud đây, thì nó sẽ có cái mục là bật dữ liệu nâng cao này. Thì ở cái phiên bản iOS trước thì các bạn không bật được. Ở cái phiên bản iOS 16.7.9 thì các bạn sẽ bị lỗi không bật được. Thế còn phiên bản iOS 16.7.10 này thì nó sẽ fix cái lỗi đó và các bạn sẽ bật lại hoàn toàn bình thường. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai là khi mà mình lên cái phiên bản iOS 16.7.10 là khi mình sử dụng các tác vụ thường của nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Và nó sẽ fix bớt cái lỗi gõ bàn phím đi. Cái lỗi gõ bàn phím nó vẫn xảy ra nhưng mà nó sẽ đỡ hơn những cái phiên bản iOS trước. Nó sẽ bị lag hơn rất là nhiều. Còn cái thứ ba là cái phiên bản iOS 16.7.10 này khi các bạn lên cái máy của các bạn chơi game thì phiên bản iOS nào nó cũng sẽ nóng thôi. Thì nếu nói công bằng ra thì là cái phiên bản iOS 16.7.8, 16.7.9 hay thậm chí là 16.7.10 này chơi game liên quân hoặc là tốc chiến nó vẫn rất là nóng nếu mà các bạn vừa bật ghi màn hình vừa chơi game HD. Và các bạn phải biết là ví dụ như game liên quân này bây giờ nó đã đi đến 10GB rồi, còn cái game liên tốc chiến này hơn 12GB rồi. Đấy thì các bạn chơi game thì ngày xưa nó chỉ có 6-7GB thì nó khác, bây giờ nó lên đến mười mấy GB như vậy nó rất là nặng nên là chơi game thì nó sẽ bị lag thôi. Đấy nên là nó sẽ nóng nên là không thể tránh được. Nên là các bạn lên những cái iOS này thì mình nghĩ là các bạn nên chơi liên quân ở đối với iPhone 8 Plus thì hiện tại ấy, thì các bạn nên chơi game ở cái mức đồ họa cao thôi. Còn nếu mà các bạn bật HD lên thì nó sẽ rất là nóng và rất là nhanh lag nha. Còn nếu không thì các bạn có thể muốn chơi được đồ họa HD ấy, thì các bạn có thể có cái quạt gió dọi vào cái máy của các bạn rồi các bạn gắn sò lạnh vào sau này cho nó tản nhiệt ra thì nó tốt hơn thì máy của bạn vẫn chơi game liên quân đồ họa HD ngon lành. Đấy. Thì chiếc iPhone 8 Plus này của mình lên ấy, thì trong cái video của mình test thì các bạn có thể thấy là ở phiên bản iOS 16.7.8 và 16.7.9 á, thì là cái máy của mình chơi liên quân á, thì nó bị tụt FPS đối với cái máy này thôi nha. Đối với cái máy này là nó sẽ bị tụt FPS xuống 1x thậm chí là 1-2 FPS luôn, là những cái lúc mà nó bị khựng nó bị tụt xuống đấy. Nhưng mà khi mà mình lên được cái phiên bản iOS 16.7.10 này thì nó chỉ tụt về thấp lắm là 23 FPS, còn cùng lắm là nó cứ dao động tầm 3-4 FPS xong rồi nó lên 5-9-60 và ổn định. Thì có thể nói là cái máy này của mình á, không phải là do cái iOS nó không ổn định mà là do cái máy này của mình không ổn định. Thế nên là khi mà các bạn mua máy các bạn phải cân nhắc mua một cái máy nó phải zin là ở đây là nó hoạt động hoàn toàn bình thường và full chức năng ổn định hết luôn. Chứ mà mua máy không zin thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu năng rất là nhiều nha các bạn. Đấy thì những cái máy mà trước đây mình test những cái máy 8 Plus lock màu đen của mình ấy, hoặc là những cái máy 8 Plus màu vàng màu trắng của mình ấy, thì là cái men của nó zin á thì mình chơi game liên quân nó mượt lắm, nó không có bị lag như cái máy này. Đấy nên là các bạn phải cân nhắc. Nhưng mà cái máy này mà nó đã bị lag rồi ấy, mà nó tụt 1-2 FPS mà nó cải thiện được hiệu năng mà khi lên được cái phiên bản iOS này thì chứng tỏ là cái iOS này nó cũng phải ổn định hơn. Đấy. Thế nên là các bạn khi mua máy các bạn phải coi kỹ về những cái vấn đề về màn hình này, về pin này, về men này và về những cái linh kiện khác của nó để xem nó ổn định không. Tuy nhiên là chốt lại cái phiên bản iOS 16.7.10 này mình thấy nó là một cái phiên bản khá là ổn định, máy khá là tốt và hiệu năng của nó cũng khá là ổn định. Đấy, còn nếu mà để nói thì 8 Plus ngày xưa thì cái hiệu năng của nó thì ví dụ như game ngày xưa là nó cần cái hiệu năng là 8 điểm thì lúc ấy 8 điểm của iPhone 8 Plus nó cũng đủ 8 điểm để đáp ứng luôn. Nhưng bây giờ game liên quân nó cập nhật càng ngày càng nặng lên, nó yêu cầu một cái hiệu năng 10 điểm mà trong khi 8 Plus nó vẫn chỉ là cái 8 Plus thôi thì nó chỉ được 8 điểm thôi thì các bạn yêu cầu nó mạnh hơn cũng không được thì nó sẽ phải lag thôi. Đấy là điều hiển nhiên nên là các bạn chơi game liên quân các bạn cân nhắc là nên để ở cái đồ họa cao. Và tốc chiến cũng vậy, các bạn nên hạ xuống một bậc đồ họa là để đồ họa cao thôi. Còn nếu mình test là mình để đồ họa rất cao như vậy là mình test thử xem các bạn chơi game nó có mượt hay không, hay là cái hiệu năng nó có cải thiện hay không, hay lúc lag nó sẽ như thế nào để cho các bạn biết thôi. Nói chung là tổng thể về cái phiên bản iOS này thì mình thấy là ổn định, các bạn lên được. Nhưng mà những cái bản nào đang ở iOS nào thì nên lên này. Các bạn đang ở những cái phiên bản iOS, ví dụ nhiều bạn vào comment ở trên video của mình là iOS 13 các bạn có nên lên không, iOS 14 các bạn có nên lên không. Đối với những phiên bản iOS 13 hoặc 14 thì mình nghĩ là các bạn không nên lên, tại vì là những cái phiên bản đấy là những cái phiên bản rất thấp, máy nó chạy nó sẽ hoạt động mượt mà trơn tru hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái iOS đấy nó nhẹ nên là nó không ăn RAM nhiều. Các bạn phải hiểu là càng cập nhật lên thì nó sẽ càng thêm tính năng mới, nó càng thêm những cái phần mềm mới và thì nó phải ăn RAM thì nó phải nặng hơn nó sẽ lag hơn. Đấy, thế nên là các bạn để ở những cái phiên bản iOS thấp đấy mà nó đang ổn định rồi thì các bạn không nên lên. Nhưng mà nếu mà nó giới hạn app quá hoặc là các bạn mới xài iCloud, mới xài sang iPhone mà iCloud của các bạn mới mà không tải được những cái app hoặc nó yêu cầu những cái app nó phải yêu cầu những cái phần mềm cao hơn ấy, thì các bạn mới bảo mật được ấy, thì dĩ nhiên là các bạn nên lên thôi. Còn đối với những cái phiên bản này thì mình thấy là iOS 15 ấy, thì các bạn nên
iOS 16 thì các bạn ví dụ như 16.2, có bạn hỏi mình 16.2 nên lên không hay là 16.7.8 nên lên không, thì nếu mà các phiên bản của các bạn đang xài ở cái hiện tại nó đang ổn định, nếu mà các bạn xài mà các bạn cảm nhận là ở pin nó không xuống nhanh quá, máy của các bạn nó không nóng quá hoặc là nó không không bất ổn định, thì các bạn cứ nên để những cái phiên bản đấy. Còn đối với phiên bản là 16.7.8 hoặc 16.7.9 thì mình thấy là cái vấn đề hao pin nó hao rất là nhanh. Ở đánh liên quân mà mở lên nó rất là nóng, rất là lag, xong bắt đầu nó hao pin, xong bắt đầu nó này cái kia, xong bắt đầu cuối cùng là các bạn lên một cái là nó sẽ đỡ hơn về cái vấn đề hao pin. Đấy, như các bạn thấy mình lướt nãy giờ cũng 92% nó vẫn chưa xuống, nhưng mà ở một cái hai cái phiên bản trước á, nhiều khi nó tụt xuống còn có 91-90 trong vòng chưa đến chưa trong vòng 1 phút hoặc 2 phút thì đấy, các bạn lướt qua lướt lại này thôi nó cũng hao rồi. Đấy, lên cái bản này là nó ổn định hơn về pin rất là nhiều và nó cái tính năng của nó cũng cải thiện ổn định hơn rất là nhiều. Đấy, thì video này của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn hãy like, ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.